Rồi, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe. Thì bữa nay em giới thiệu cho anh em là một cái liều nha anh em, giải chè thân và cái hai loại túi đeo chéo nha. Thì mấy mẫu này thì anh em mà mình đi bẫy á thì thường xài nhiều lắm. Thì cái túi đeo chéo này thì xài thông dụng lắm nha anh em. Thì mình đựng đồ trong này, mình đựng điện thoại, mình đựng đồ cá nhân của mình, thằng vị trí mình đựng, có thể mình đựng những cái bẫy như bẫy cua gáy cấp lửa xe 7 rồi đó anh em. Thì mấy cái bẫy nhỏ nhỏ á, thì mình đựng vô trong này được ha. Hoặc là mình đi mình có thể đựng tiền, đựng này nó nhiều lắm nha anh em. Này thì nó xài nhiều mục đích lắm, cái túi này nè. Túi này thì cái quai đeo của nó nè, dày lắm. Nên nó có dây thắt vô cái lưng này nè. Đã lắm ha. Dày nha anh em. Anh em cần cái mẫu túi này thì alo em nha nè. Cần mẫu túi này thì alo em ha. Này, cái này mình đựng tiền mình đi buôn bán gì là ok lắm nha nè. Anh em cần mẫu này thì alo, số điện thoại em để trên tiêu đề á. Anh em điện số đó hoặc nhắn tin Zalo nghe anh em, thì em sẽ gửi mẫu mình Zalo cho anh em coi. Rồi đúng mẫu như anh em mới đặt á thì em sẽ gửi về nha anh em. Hoặc là anh em có thể qua bên thằng Shopee á anh em, Shopee hay là Lazada, TikTok thì bên em đều có đang bán hết. Anh em gõ bên kênh Trang Bị Thép thì nó sẽ hiện lên nha anh em. Và tiếp tục giới thiệu cho anh em theo cái mẫu túi nữa nha anh em. Thì túi này túi đeo chéo ha. Thì túi này á là mình có thể đựng lo được luôn nha anh em, đựng lo được luôn ha. Nè anh em coi nè. Thì bên em có may cái túi đựng lo ngoài trước luôn nha anh em. Cái túi đựng lo này giải anh em coi, dày dày lớp luôn nha anh em. Này trong đậm nhiều lớp lắm nha. Thì này xài đã lắm. Này hôm gà bán nhiều đó nha anh em. Cái này thì em mới ra thì cũng thợ may anh em, mới may. Thì mẫu này hôm gà bán nhiều lắm. Người bán cũng được mấy chục cái rồi đó nghe anh em. Thì cũng về khoảng thì đặt thợ may á lần khoảng 200-300 cái. Không ngờ bán cũng được mấy chục cái rồi đó. Này bán anh em xài nhiều cũng dày, nó dày lắm nghe anh em. Dày lắm anh em. Cái túi đeo chéo này hiện tại em đang bán giá là 170 nghe anh em. 170 ha, nó có nhiều ngăn lắm nghe anh em. Dây kéo nữa nè. Thì túi đeo chéo thì em có nhiều mẫu lắm, em có tới 4-5 mẫu nè. Thì anh em cần mẫu nào á thì em sẽ gửi cái mẫu bên Zalo cho anh em coi, đúng mẫu mà anh em muốn đặt thì em gửi về nghe nè. Em tới 3-4 mẫu là thì cũng 2-3 loại là túi đeo chéo mà nó cái kiểu nó hơi khác nhau chút mà nó cũng đều có đựng lo được nghe nè. Thì cái mẫu này thì nó gọn nè. Mẫu kia thì nó hơi lớn hơn chút mà cũng đồng giá thôi. Thì may đều rất chắc chắn nha nè. Đều nè. Ha. Mẫu đã lắm nha nè. Anh gọi mẫu này thì alo em ha. Đã lắm. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em là một cái liều nha anh em. Thì cái liều này thì nó khi mà anh em đi bẫy hay gì đó là nó quan trọng lắm nha anh em. Thường là anh em xài liều nhiều hơn ha. Nơi nào mà nó chống mình không có chỗ ẩn nấp anh em, mình dựng cái liều lên. Thì dựng cái liều lên thì cái màu liều này như là cái cây dựng lên như nghe anh em. Thì trong cái liều này thì mình ngồi ở trong nó có cái bốn cái cửa để mình quan sát anh em, bốn cửa quan sát mình kéo ra mình hé ra mình nhìn nó. Thì khi mà con chim nó bay đi bay về thì nó không thấy mình nha anh em. Mà cái liều này là may bằng giấy dù bóng nha, trời mưa nhỏ mưa phùn là nó cũng không thấm được vô trong nha anh em, không thấm được vô trong ha. Nắng mưa mình có thể ngồi trong này hoặc là mình hạn chế bị mấy con mũi con này kia đồ cắn anh em. Mình ngồi trong liều này thì không có con gì cắn được đó mình hết trơn á. Thì cái liều này á bị cao của nó là 1m2, bề ngang của nó là 1m ha, khoảng 3 anh em 4 anh em vô ngồi là bình thường nha anh em. Rồi trong này mình che mưa che nắng rồi mình ẩn nấp á, chim nó bay đi bay về hoặc là những thú mình bẫy nó không thấy mình. Thì cái liều này hiện tại em đang bán giá là 380 nha anh em, 380 bao phí nha. Thì quay giá trường thì bán cũng tùm lum giá cho nha anh em, nhưng ta không bao phí em bao phí luôn nha anh em. Liều này quan trọng mình có thể đi bẫy đi chơi rồi xài được hết trơn nha. Nó có cái quai đeo nè, mình máng vô lưng mình đi nó gọn lắm, nhẹ chứ nó không có nặng nha. Rồi tiếp tục, mình không có liều nhưng mà không có liều thì mình mua túi vải về nghe nè. Túi vải này thì mình cầm theo nó cũng gọn lắm nè, cầm đem gì đi cái này mình quấn người hoặc là mình căng ở trên rồi mình ngồi dưới anh em, chim nó bay đi bay về nó cũng không thấy nữa. Thì mình quấn người thì nó có nhiều lỗ nè anh em, lỗ này để nó thoát hơi nóng ra, nó không có nóng mình. Nó không có nóng mình đây nè. Nhiều lỗ lắm. Thì cái này rộng lắm, cái này 3-4 anh em quấn là bình thường thì nó khoảng mấy mét đây nè, khi mà túm vô cái này thì nó mình thấy nó gọn vậy nè.
Mấy này nó tiện lắm. Cái này thường những anh em mà đi bảy mà gần gần á, thường là anh em xách theo. Xách theo nha, gọn lắm. Cái này thì em đang bán giá là 170 nha anh em. Anh em cần mẫu này thì alo em ha. 170 nha anh em. Túi đẹp, cái túi vải này thì bán nhiều. Cái này anh em gọn thì anh em cầm theo nhiều ha, cầm tay theo. Làm nhét vô ba lô á nè. Ha, anh em nhét vô ba lô. Thì bên em có đầy đủ chân, bên em nhiều mặt hàng lắm, khoảng mấy trăm mặt hàng như là quần áo ngụy trang, liều đập, lồng nuôi, lồng thì có nhiều mẫu, thuốc, thuốc nuôi luôn nha anh em. Rồi bán cua gáy, rồi khoáng ngũ cốc. Giò bảy cua gáy, chim giả, lụp lồng đầy đủ hết, rồi lụp chích, lụp quất, rồi bảy thì em bán bảy nhiều nha anh em, bảy nhiều, bảy thòng đa năng, bảy dây, bảy cung, nhiều bảy lắm. Thì săn bắt bên em là chuyên phụ kiện săn bắt nha anh em. Thì anh em cần món nào thì alo em ha. Rồi em xin chào anh em ha. Chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Anh em có thương ủng hộ kênh, bấm đăng ký kênh, nhớ bấm vào chuông nha anh em. Thì em ngày em lên một clip mà em giới thiệu sơ lược một số sản phẩm. Còn mà anh em muốn mình nhiều cái sự chọn đó, thì mình có thể qua bên Shopee, Lazada, TikTok. Thì anh em gõ bên trang em, thì em có đăng bản nhiều lắm. Hoặc là bên những trang anh em kết bạn Zalo á anh em, thì em có đăng bên Zalo nữa, thì mình anh em qua đó rồi em gửi mẫu bên Zalo cho anh em coi. Rồi xin chào anh em nha anh em.